Kính thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 9 năm 2021, ngày mùng 2 tháng 8 năm Tân Sửu, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã họp thường kỳ triển khai công tác Phật sự trong thời gian tới. Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì phiên họp. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng cho biết, trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các kế hoạch hoạt động Phật sự đã đề ra vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Mong Chư Tôn Đức Ban Thường trực có những sáng kiến đóng góp tích cực để thực hiện những Phật sự trọng tâm trong tình hình mới sắp tới, nhất là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các huyện thị thành phố trong tỉnh nhà. Tại cuộc họp, Chư Tôn Đức Ban Thường trực đã thảo luận góp ý và thống nhất thông qua nhiều Phật sự trọng tâm như ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 32 thành viên do Đại Đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Ban trị sự tỉnh làm trưởng ban. Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phước Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 9 thành viên do Đại Đức Thích Tâm Huy, Ủy viên Ban trị sự tỉnh làm trưởng ban. Quyết định bổ nhiệm Đại Đức Thích Tịnh Châu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đảm nhiệm trụ trì Tổ đình Tịnh Độ, thành phố Tam Kỳ. Thông qua chương trình ký kết phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2021-2024. Ngoài ra, Chư Tôn Đức cũng thống nhất danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Phước, Phú Ninh và thành phố Hội An, dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Hội nghị Phật giáo các huyện thị thành phố trong thời gian tới, trình xin mở rộng đất các cơ sở chùa có nhu cầu.